Kính thưa quý vị, trong một xã hội mà đang từng bước phát triển, kỷ cương và phép nước phải luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, những kẻ biến chất không giữ được lòng trung thực đã và đang làm rạn nứt niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Tham nhũng, hối lộ, những vấn nạn làm xói mòn nền tảng xã hội đang ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điển hình mới đây là vụ việc các cán bộ thuế móc nối với tội phạm nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng để bảo kê cho những kẻ gian lận trốn thuế, lũng đoạn tài chính quốc gia. Vụ án này không chỉ là một hành động phản bội trách nhiệm mà còn là sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Thay vì bảo vệ sự minh bạch, các cán bộ thuế đã bán rẻ chức quyền nhận tiền hối lộ để tiếp tay cho tội phạm, khiến ngân sách nhà nước thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Đáng lo ngại hơn, sự bao che tiếp tay của các cán bộ này còn tạo điều kiện cho tội phạm, tham nhũng, lộng hành và phá hoại nền kinh tế. Và mới đây, vào ngày 9 tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 4 cán bộ thuế đã đánh mất đạo đức nghề nghiệp, nhận hối lộ, gây thất thoát nhà nước hơn 14.000 tỷ đồng. Và cùng với đó, vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, ngay sau đó một ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Thành phố Hà Nội đã khởi tố một cựu vụ trưởng thuộc Ủy ban Dân tộc với mức án chung thân với hành vi lừa bán dự án không phải của mình, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét, diệt trừ những sâu mọt hại nước hại dân. Với chính sách không có vùng cấm, không có ngoại lệ, ông đã ra tay quyết liệt, đặt ra mục tiêu loại bỏ tận gốc những cán bộ biến chất, những kẻ phá hoại lòng tin của nhân dân. Vậy vụ án này nghiêm trọng như thế nào? Những cán bộ thuế này là ai? Hành vi hối lộ, bảo kê tinh vi như thế nào? Thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Vừa qua, ngày 9 tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ma mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế. Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị trên hóa đơn lên tới 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Từ tháng 4 năm 2018, bị can Bùi Văn Bảo đã bắt đầu xây dựng một hệ thống các công ty ma với mục đích duy trì là bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Những công ty này không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự nào, mà chỉ được lập ra để phục vụ mục đích gian lận thuế. Đặc biệt, việc sử dụng các nền tảng nhắn tin như Zalo, Telegram để trao đổi thông tin về mua hóa đơn nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng cho thấy tính chuyên nghiệp và tinh vi của nhóm đối tượng này. Sau khi thỏa thuận được thực hiện, tiền sẽ được chuyển vào các tài khoản doanh nghiệp và qua đó nhân viên của Bảo sẽ rút tiền mặt hoặc chuyển lại vào tài khoản của Bảo để hưởng lợi bất chính. Hệ thống này không chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp mà còn đã mở rộng qua việc thành lập và sử dụng tới 35 công ty ma với hơn 25.256 hóa đơn khống có tổng giá trị lên tới 1.433 tỷ đồng. Số tiền mà Bảo thu lợi bất chính từ hành vi này lên tới 18,8 tỷ đồng. Không chỉ có Bảo, Trần Văn Thịnh còn nâng tầm chiêu trò này lên một mức độ mới khi thành lập tới 47 công ty ma và bán 29.745 hóa đơn khống, thu về lợi nhuận hơn 70,7 tỷ đồng. Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường cũng không kém phần tinh vi khi tham gia vào đường dây này, sử dụng hàng loạt công ty ma khác để thực hiện việc bán hóa đơn khống. Điểm đáng chú ý là các bị can không chỉ mua bán hóa đơn khống của nhau mà còn lập các công ty ma để mở rộng hoạt động này ra nhiều địa phương, liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp và các cá nhân khác. Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình ngoài mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Từ năm 2020 đến năm 2023, Bình đã thành lập 8 công ty ma để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính là 13,6 tỷ đồng. Bị can Phạm Minh Cường từ năm 2018 đến năm 2023 đã cùng Lương Hoàng Tóa chưa xác định được nhân thân cùng 12 công ty ma để xuất bán 6.416 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị là 2.530 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 7,5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Khắc Điền đã thuê các cá nhân sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân mua trôi nổi trên mạng xã hội
để thành lập 63 công ty ma để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống và có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhưng do liên quan nhiều địa phương, cá nhân tổ chức, do đã hết thời hạn điều tra nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tách ra để xử lý sau. Tổng cộng các bị can này thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị trên hóa đơn là gần 14.000 tỷ đồng. Các bị can này đã bán hóa đơn cho các bị can là đối tượng trung gian, cá nhân, doanh nghiệp với mức phí từ 0,8% đến 4% trên tổng giá trị hóa đơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhằm thu lợi bất chính. Vậy đến đây chúng ta đặt ra vấn đề là tại sao các công ty ma này hoạt động chót lọt mà không bị chi cục thuế thanh tra kiểm tra hay phát hiện sai phạm? Và câu trả lời đó là cán bộ thuế đã nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng để bảo kê cho các công ty ma này. Một trong những thủ đoạn quen thuộc của các bị can là tìm cách tiếp cận các cán bộ thuế có trách nhiệm thanh tra kiểm tra doanh nghiệp và sẵn sàng chi trả những khoản hối lộ lớn để đổi lấy sự im lặng. Chẳng hạn như bị can Trần Văn Thịnh đã liên hệ với Lê Thành Nhân, công chứng chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng nhằm đảm bảo các công ty ma của Thịnh không bị thanh tra thuế trong suốt nhiều năm hoạt động. Nhờ đó, Thịnh dễ dàng xuất bán trái phép 29.745 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị là hơn 8.000 tỷ đồng mà không gặp phải trở ngại từ phía cơ quan chức năng. Không chỉ dừng lại ở mức độ bảo kê đơn giản, các cán bộ thuế còn cung cấp cho các bị can thông tin quan trọng để đối phó với phần mềm quản lý thuế của nhà nước. Trường hợp như bị can Bùi Thanh Liêm, cựu phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 3, chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, đã nhận quà và 20 triệu để cung cấp thông tin cho Trần Quốc Duy, một trong những đối tượng cầm đầu. Liêm đã tra cứu và cung cấp tình hình kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp để cảnh báo cho Duy khi các doanh nghiệp này có nguy cơ bị phần mềm quản lý thuế phát hiện. Nhờ có sự giúp đỡ này, các đối tượng đã kịp thời đối phó, che giấu hành vi trốn thuế của mình một cách hiệu quả. Đáng chú ý, để các công ty ma được hoạt động mà không bị thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm, các bị can Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền và Bùi Thanh Bình đã đưa hối lộ cho các bị can là Lê Thành Nhân, chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn, Trần Quốc Duy, chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè và Vương Quốc Hùng, cựu phó đội trưởng đội kiểm tra nội bộ thuộc chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Số tiền nhận hối lộ của các cán bộ thuế tổng cộng hơn 12,5 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, một đối tượng khác là Nguyễn Tuấn Anh, công chức chi cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 12,7 tỷ đồng tiền hối lộ. Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Anh đã chết vào tháng 3 năm 2023 nên không đề nghị xem xét hành vi nhận hối lộ. Việc các cán bộ thuế như Lê Thành Nhân, Trần Quốc Duy và Nguyễn Tuấn Anh nhận tiền hối lộ để bảo vệ các công ty ma không chỉ làm mất đi tính minh bạch của hệ thống thuế mà còn gây ra những hậu quả nặng nề cho cả nền kinh tế và xã hội. Theo cáo trạng, số tiền hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng, đồng nghĩa với việc hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn thu thuế đã bị thất thoát vào tay những kẻ gian lận. Những hành vi này không chỉ làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống thuế và pháp luật mà còn tạo ra môi trường kinh doanh bất công bằng khi những doanh nghiệp chân chính phải cạnh tranh với những các doanh nghiệp ma sử dụng hóa đơn khống để trốn thuế và làm giàu bất chính. Điều này cũng tạo điều kiện cho nạn tham nhũng trong bộ máy nhà nước tiếp tục gia tăng khi các cán bộ có quyền lực sẵn sàng đánh đổi trách nhiệm để đổi lấy lợi ích cá nhân. Vụ án này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cần thiết của việc kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế và xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi tham nhũng, bảo kê cho các hoạt động gian lận thuế. Hành vi nhận hối lộ của các cán bộ thuế không chỉ là một sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp mà còn là một sự phản bội niềm tin của xã hội và gây thiệt hại lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai thì cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cán bộ thuế trong việc giám sát và bảo vệ sự trong sạch của hệ thống thuế quốc gia. Những biện pháp như tăng cường kiểm tra, thanh tra, độc lập và minh bạch hóa quy trình thuế sẽ giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận. Hơn nữa, cần có những hành vi nghiêm khắc hơn đối với cán bộ vi phạm để răn đe và bảo vệ tính công bằng trong xã hội. Và một vụ án khác đó là vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc. Theo cáo buộc, Nguyễn Sĩ Tá thực hiện với việc môi giới mua bán dự án đảo Núi Cuống, tỉnh Quảng Ninh, nhưng đã tự nhận là của mình, nhận đặt cọc hơn 80 tỷ đồng của ông Đỗ Anh Dũng,
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Hoàng Minh sau đó chiếm đoạt. Nguyễn Sĩ Tá bằng sự khôn ngoan và lợi dụng vị trí của mình là vụ trưởng vụ Ủy ban Dân tộc đã khéo léo tạo dựng một vỏ bọc đáng tin cậy để lừa đảo không chỉ đối tác mà còn chính công ty Đức Anh. Việc Tá được ủy quyền thay mặt công ty giao dịch với đối tác mua lại cổ phần góp vốn của các thành viên là một bước đi tạo cơ sở pháp lý cho hành vi sau này của hắn. Đáng chú ý, việc được ủy quyền không phải là điều gì bất hợp pháp hay bất thường trong hoạt động kinh doanh, nhưng việc lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi cá nhân đã biến sự việc trở nên thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng của pháp luật. Tháng 12 năm 2018, Nguyễn Sĩ Tá đã tiếp cận Đỗ Anh Dũng, một đối tác tiềm năng, và đưa ra một câu chuyện hoàn toàn sai lệch về dự án. Trong bối cảnh này, việc Tá tự nhận dự án là của mình và thậm chí khẳng định rằng do quan hệ với các bác nên được cho dự án nhưng phải nhờ đứng tên hộ, đã cho thấy rằng hắn lợi dụng tâm lý tin tưởng vào các mối quan hệ quyền lực trong xã hội. Đây không chỉ là một lời nói dối đơn thuần mà còn là sự lợi dụng lòng tin cũng như sự ngây thơ của đối tác về các mối quan hệ chính trị để từ đó dễ dàng thao túng và chiếm đoạt số tiền lớn. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Nguyễn Sĩ Tá yêu cầu cần đặt cọc trước 80 tỷ đồng, một số tiền không nhỏ trong bất kỳ giao dịch nào, rồi sau đó chiếm đoạt mà không thực hiện các cam kết với công ty Đức Anh. Có thể nói, Nguyễn Sĩ Tá không chỉ lừa dối đối tác mà còn lừa dối cả chính đơn vị mà hắn đang đại diện. Hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn gây tổn hại nghiêm trọng về tài chính và danh tiếng cho cả công ty Đức Anh lẫn ông Đỗ Anh Dũng. Sự thiếu minh bạch và sự tin tưởng quá mức vào những gì Tá hứa hẹn là bài học đau đớn cho những doanh nghiệp và nhà đầu tư khi tham gia vào các giao dịch liên quan đến các dự án lớn. Mặc dù có hợp đồng và thỏa thuận rõ ràng, việc thiếu đi các biện pháp giám sát và xác minh kỹ lưỡng đã tạo cơ hội cho những kẻ gian lận như Nguyễn Sĩ Tá lợi dụng. Hậu quả là sau khi công ty Đức Anh không nhận được số tiền như thỏa thuận, còn ông Đỗ Anh Dũng cũng không nhận được dự án, mọi chuyện trở nên đổ vỡ. Việc thanh lý hợp đồng và yêu cầu Tá trả lại tiền là điều tất yếu. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự thiếu trách nhiệm và thái độ bất hợp tác của Nguyễn Sĩ Tá khi hắn chỉ trả lại 33 tỷ đồng, tức là chỉ bằng gần 1/3 so với số tiền đã chiếm đoạt. Tại tòa, Nguyễn Sĩ Tá không thừa nhận hành vi của mình như cáo buộc, đồng thời cho rằng đã nhận tiền thưởng 50 tỷ đồng chứ không phải là 80 tỷ đồng. Đây là tiền phí môi giới mà bản thân đã được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại việc hai công ty trao đổi, thỏa thuận và thống nhất như thế nào thì bị cáo không biết. Bị cáo cũng cho rằng khi hợp đồng mua bán dự án đảo Núi Cuống không thực hiện được vì tập đoàn Tân Hoàng Minh không thực hiện thanh toán đúng hạn, ông Dũng gọi điện thông báo về việc này và đề nghị trả lại tiền môi giới, bị cáo đã trả lại 33 tỷ đồng. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Sĩ Tá không thừa nhận hành vi, thường xuyên thay đổi lời khai. Cùng với đó, tất cả những lời khai của Tá trong quá trình điều tra, truy tố và tại tòa đều không có tài liệu, chứng cứ. Tuy nhiên, từ quá trình điều tra, vụ án và căn cứ vào lời khai của bị hại, những người liên quan có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm của Nguyễn Sĩ Tá như cáo trạng đã truy tố. Do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù trước cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 4, khoản 174 Bộ Luật Hình sự. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo và những người liên quan, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Sĩ Tá mức án chung thân, đồng thời buộc Tá phải có trách nhiệm tiếp tục hoàn trả đủ số tiền 80 tỷ đồng cho ông Đỗ Anh Dũng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa cán bộ để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nhà nước. Suốt phiên tòa không thành khẩn, luôn quanh co chối tội nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội để răn đe. Vâng, qua hai sự việc được nêu trên, chúng ta thấy rõ một vấn đề nhức nhối, đó là cán bộ nhà nước lẽ ra phải là tấm gương về đạo đức, trách nhiệm và sự minh bạch. Nhưng tại sao lại sa đọa thành những kẻ lợi dụng quyền lực để thỏa mãn lòng tham của cá nhân? Những người này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phản bội lại sự tin tưởng của đồng bào, những người mà họ có trách nhiệm bảo vệ và phục vụ. Sự biến chất của những cán bộ này thể hiện qua việc lợi dụng quyền lực và vị trí của mình để tham nhũng, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại không chỉ cho các cá nhân và doanh nghiệp mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào hệ thống công quyền. Họ với chức vị và tầm ảnh hưởng có đầy đủ quyền hạn để ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận. Thế nhưng thay vì sử dụng quyền lực đó để bảo vệ lợi ích của công chúng, họ lại biến mình thành những kẻ tham lam, trục lợi trên sự khốn khổ của đồng bào. Những kẻ tham như vậy không chỉ đơn thuần là kẻ hút máu tiền thuế của nhân dân mà còn là những kẻ gây tổn hại nặng nề cho xã hội. Họ phá hủy niềm tin, tạo ra những bất công và làm suy yếu hệ thống pháp luật và quản lý của nhà nước.
Vấn đề này đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam của chúng ta trong việc đẩy mạnh trong cuộc chiến chống tham nhũng và xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch, trong sạch. Những vụ việc như thế này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giám sát và xử lý nghiêm minh những hành vi sai trái trong bộ máy nhà nước. Chỉ có như vậy, xã hội mới có thể lấy lại niềm tin vào hệ thống công quyền và đảm bảo rằng quyền lợi của người dân được bảo vệ một cách công bằng và minh bạch. Sự kiện 4 cán bộ thuế nhận hối lộ cùng với vụ án Nguyễn Sĩ Tá, vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc không chỉ là những hành vi tham nhũng điển hình mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc về cái giá phải trả cho những kẻ lợi dụng quyền lực để tư lợi cá nhân. Đây là minh chứng rõ nét cho công cuộc phòng chống tham nhũng mạnh mẽ và hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, người không chỉ cam kết mà còn kiên quyết trong việc triệt tiêu các hành vi sai trái trong bộ máy nhà nước. Cả hai vụ việc này đều là những ví dụ về sự tha hóa quyền lực mà pháp luật Việt Nam đang nỗ lực ngăn chặn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc chiến chống tham nhũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Ông không chỉ tập trung vào việc xử lý các vụ án lớn liên quan đến những cán bộ cấp cao mà còn mở rộng điều tra và trừng phạt những hành vi sai phạm ở các cấp cơ sở như trường hợp các cán bộ thuế. Điều này cho thấy sự sâu sát và hiệu quả của công cuộc chống tham nhũng, không để bất kỳ cá nhân hay nhóm lợi ích nào đứng trên pháp luật. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định rõ ràng rằng trong cuộc chiến này sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Dù đó là cán bộ cấp cao hay thấp, những kẻ tham nhũng dù có quyền lực và địa vị lớn hay nhỏ đều phải đối mặt với công lý và trả giá cho hành động của mình. Dưới sự lãnh đạo kiên quyết của Tổng Bí thư Tô Lâm, những kẻ tham nhũng sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Và điều này cho thấy rằng cuộc chiến chống tham nhũng đang đi đúng hướng và ngày càng mang lại những kết quả đáng khích lệ. Còn quý vị nghĩ sao về những cán bộ suy thoái đạo đức như thế này? Xin để lại dưới bình luận. Nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.